Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình là Quân. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video liên quan đến chiếc Mizanon. Và nội dung của video ngày hôm nay đó là mình sẽ bay thử xem là bay tối đa với quả pin của mình hiện tại là sẽ bay được thời gian như nào. Từ đấy thì mình sẽ suy ra được đó là tổng quãng thời gian bay này, và cũng như là cái khoảng cách tối đa là chúng ta có thể bay đi bay về an toàn. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng một quả pin 6S2P và dung lượng lý thuyết của nó đó là 10.000 mAh. Tuy nhiên thì quả pin này là quả pin cũ đóng lại, và mình đã đo lại dung lượng của nó thì sau khi xả đến mức 3V thì dung lượng đo được đó là 8.600 mAh. Tuy nhiên thì cái dung lượng này thì gọi là test để xem là cái thời gian bay nó sẽ như nào. Và ở đây mình sẽ sử dụng thêm một quả pin phụ, thì như bạn đã biết thì gần đây mình có ra clip đó là liên quan đến pin phụ mà mình lần này mình sẽ sử dụng luôn. Thì các bạn đã biết rồi, thì quả pin phụ sẽ giúp cho cái tăng thời gian bay như nào, thì tức là khi mà chúng ta bay đến hết quả pin này, nếu mà chúng ta không bớt lại dung lượng pin thì chúng hạ cánh, thì lúc đấy là quả pin chính này nó sẽ bị xả sâu xuống dưới 2V, lúc đấy nó sẽ gây hiện tượng là hỏng xeo, thậm chí là máy bay nó bất ổn định rơi xuống. Thì khi mà tầm khoảng 3V, còn 3V thì lập tức là quả pin phụ này nó sẽ được kích hoạt và nó sẽ giúp cho quả pin chính là được tăng thêm dòng xả, và lúc đấy máy bay chúng ta sẽ hạ cánh an toàn. Đó thì ok, thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là nội dung bay, và mình xin bật mí nhá. Cái clip bay thì mình bay rồi, nhưng tuy nhiên thì mình sẽ bật mí về kết quả một chút. Thì kết quả của mình thì có một số lỗi kỹ thuật, tức một lỗi thôi, tức là lỗi với cả đối với cả cái con máy bay này là mình quên chưa xét cái con SC đẩy cơ, là nó cho nó xả xuống đến 2.8V trên cell, tức là hiện tại là mục định của nó ấy, thì nó theo điện áp của lipo, tức là nó sẽ bay đến 3.2V là nó ngừng, tức là đuôi mình ra lên nó sẽ không qua và không ra được. Đó thì lúc đấy là may, rất may là mình bay ở gần máy test rồi, là mình vào mode VTOL mình hạ cánh rồi, thì đấy cũng là chứng minh cho một cái là quả pin phụ của chúng ta đã hoạt động bình thường, đã gọi là cung cấp ổn định dòng điện cho máy bay hạ cánh. Ok, thì thời gian bay như nào cũng như quãng tổng quãng đường như nào thì sẽ có ở phần tới của clip, tức là cái đoạn sau. Còn mình sẽ coi đây là một phần một, tức là mình sẽ bay phần một quãng thời gian này, và thời gian tới là mình sẽ làm tiếp, mình sẽ xét lại cái EC để cho nó bay đến gọi là mức 3V trên một cell, và lúc ấy mình sẽ vào cái mode VTOL để hạ cánh để xem là tổng quãng đường như bao nhiêu và thời gian bay như nào. Và như hôm trước mình có đăng trên clip, đăng trên group, đó là cái thời gian tính toán lý thuyết đối với con này là từ 70 đến 80 phút. Tuy nhiên đấy là bay hoàn toàn phần 100% cánh bằng, không có mode VTOL, thì để xem là khi mới ngày hôm nay mình bay thì sẽ được thời gian như nào. Ok nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem clip tua nhanh quá trình bay nhá.
Đây là đoạn mà gần cuối rồi, các bạn có thấy là pin lúc này là còn 3,2V trên cell và pin phụ lúc này đã đang được kích hoạt. Thì lúc này mình cảm thấy là mình ga lên mà cái dòng xả nó không tăng ấy, thì mình thấy là máy bắt đầu nó mất tốc. Mình đoán 100% là EC nó đang ngắt rồi. Đấy, và may quá là ở gần. Thành ra là mình khi mình cua lại, mình vào lại cái mốt VTOY. Đấy các bạn đợi một chút nha, mình đang ở FPG đấy, Quinoiter. Và lập tức là mình lái về, lập tức là pin phụ này kích hoạt, nó sẽ hỗ trợ cho pin của mình sẽ không bị sụt sâu quá. Đó, rất may là nó đang ở gần nha các bạn nhá. Và tổng thời gian của mình bay là 58 phút 30 giây và chưa bay hết pin các bạn nhá. Đấy, đấy là một cái là nó hơi dở một tí. Thì theo phỏng đoán của mình, quả pin này nó bay thì sẽ được là 70 phút nữa các bạn ạ.